Đến một ngày, ngày nào đó em sai, một ngày nào đó tình yêu có một lần mình nói rằng ta yêu nhau, cố gắng trong lòng trên bầu trời nhiều sao sáng đêm nay. Trong đèn ánh hương tới đây mãi là những chân nào còn yêu. Có một ngày, ngày nào đó em sang nhà, ngày nào đó xin chúc em được cho em luôn luôn được gì muốn bầu trời yêu sao sáng đêm nay. Yêu như những gì mình đã có, một lần đã trọn vẹn những gì. You.
luôn. Trong cái quá trình trở thành một người lớn thì chúng ta đều trải qua cái giai đoạn là nhất định là phải nếm mùi tình yêu nó như thế nào. Thì cái gì bao giờ lúc đầu nó cũng rất là đẹp. Thế nhưng mà về sau đó thì muốn giữ nó đẹp rất khó với cái việc. Và khi mà nó thiếu cái sự quân bằng giữa hai bên thì là nó bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà nếu mà yêu nhau mà không có vấn đề gì cả thì không có chuyện gì để nói. Những người viết nhạc như tôi, à nhân tiện đây, có người hỏi tôi là anh thích được gọi là gì, nhạc sĩ hay là ca nhạc sĩ. Thưa quý vị, tôi thì tôi thích cái lối mà người Mỹ người ta dùng, tức là một người viết bài hát và một người hát. Thế thôi, đơn giản. Thế là tôi là một người viết bài hát. Tại sao tôi viết bài hát? Tại bởi vì quý vị có nhiều tâm sự lắm, mà quý vị bận với cuộc sống hàng ngày bao nhiêu thứ, thành ra tôi viết hộ quý vị về thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Vâng, thì chúng ta cùng cái chia sẻ một cái niềm vui. Vâng, và trong tất cả những bài hát mà tôi viết thì đa số đều là những cái bài về tình yêu, rồi ca ngợi tình yêu rất là nhộn nhịp. Nhưng mà nó cũng có một bài mà một vài người khán giả nhận định là anh chắc là anh phải đau khổ lắm để anh mới viết được cái bài này. Không, thưa quý vị, không cần thiết là một người phải đích thân nhận những cái đau khổ để mà có thể viết ra được cái điều đó. Bằng cách nhìn chung quanh là có thể, nếu mà nhìn tinh ý là quý vị cũng có thể nhận được đấy. Vâng, mời quý vị nghe một bài hát cũng lại rất quen thuộc. Nhất là những người nào mà hôm nay mà đi với bà xã thì chắc là không dám hó hé gì đâu. Ô không, cuộc đời anh em là chưa bao giờ thất tình cả. Vâng. Rồi, mời quý vị nghe Như Đã Dấu Yêu. Love.
mắt anh, em là tất cả, là buồn vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến chung nhau, lòng nào như đã dấu yêu từ thuở nào. Xin giới thiệu đến quý vị, ban nhạc sẽ hát hai bài của tôi, trong khi tôi xin phép đi vào để mà thay cái gì cho nó mát mẻ hơn một tí. Đó là bốc khói rồi quý vị. Xin một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. Và nếu mà chúng ta có được một tình yêu mà lúc nào mà chúng ta cũng muốn giữ, muốn quý nhất trong trái tim, thì đấy là cái dấu hiệu của hạnh phúc chân thật. Xin mời quý vị nghe một bài hát mang tên Một Tình Yêu của năm 1990. Một người mãi tin
giấc mộng. Những xa xưa biệt vời chỉ dành cho ai sống ra hiện tại. Dù đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Từ đây người ấy sẽ yêu một người mà thôi. Thank you.
tôi lúc đầu. Được thôi, nàng chỉ thích cho tôi. Tình yêu là nước mắt, nàng không khóc cho ai. Ngày mai, khi ngày vui vừa đến, nàng quay mặt bước đi, như không còn chuyện gì. Nhưng dù tôi có nói, lấy gì người anh tình. Mà dù tôi có quên, lấy gì người anh nghe. Chào ban nhạc Đỗ Hải và tiếng